Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 25 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân tập chính thức Fred Taylor Park để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ 2 World Cup nữ 2023. Buổi tập này sẽ diễn ra vào buổi chiều giờ New Zealand sau khi các cầu thủ được nghỉ ngơi trọn vẹn buổi sáng. Đáng chú ý, buổi tập hôm nay của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là buổi tập kín, không có hoạt động tác nghiệp của phóng viên cũng như sự có mặt của các cổ động viên. Huấn luyện viên Mai Đức Chung muốn các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam có sự tập trung cao nhất cho trận đấu phía trước. Sau những gì đã diễn ra ở lượt trận đầu tiên, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha là đối thủ đội tuyển nữ Việt Nam có thể hy vọng ghi được những bàn thắng trước khi nghĩ đến mục tiêu xa hơn là có điểm số trong lần đầu tiên dự World Cup. Buổi tập ngày hôm nay cũng là buổi cuối cùng đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện tại Auckland. Ngày mai, ngày 26 tháng 7, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ di chuyển đến Hamilton, thành phố sẽ tổ chức trận đấu đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha vào ngày 27 tháng 7.